Bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Này thì em giới thiệu anh em cái sản phẩm kho ga mini thương hiệu Flamigan, hàng xuất cho thị trường Hàn Quốc anh em các bạn nhé. Hàng này thì anh em yên tâm sử dụng này. Đấy, thân máy thì được làm bằng nhựa nguyên sinh, màu trắng nhám rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái núm vặn lửa to nhỏ ở đằng sau. Đấy, còn đây là cái công tắc bật này, phần kết nối với bình ga này, công tắc bật này. Đấy, hệ thống đánh lửa tự động anh em nhé. Đây, đầu khò đây. Đầu khò này thì được làm bằng đồng rất là dày nhé. Rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó, anh em dùng thì cực kỳ là yên tâm và chất lượng luôn. Đó, anh em các bạn có nhu cầu về cái dòng sản phẩm kho la mini thương hiệu Flamigan. Đấy, thân này thì được làm bằng inox 304, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Anh em dùng những con này thì cực kỳ là chất và xịn sò luôn nhé. Anh em dùng cho nhà hàng rồi chế biến thức ăn thực phẩm thì cực kỳ là ok, hoặc là dùng để nhóm bếp nhóm than thì rất là ok luôn. Anh em các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp. Xin chào lại anh chị em video sau.